đâu không chị nhận được. Mẹ con em khổ quá rồi em không nuôi được bé. Em thông cảm nhé, chị nhà chị nghèo chị không nuôi ở đâu, thông cảm ơi. Hai vợ chồng chị cũng ở hai người không, cũng không làm gì, cũng chị nuôi cho cháu được. Con ở đây với mẹ nuôi nhá. Ở với mẹ khổ, mẹ cho con đi ở nhà khác sướng hơn nhé. Con trông em cho mẹ. Đây, con đây. Con trông em cho mẹ nhé. Chờ mẹ tí. Ừ, mẹ dọn bếp nhá, dọn bếp nhá, chờ mẹ tí. Chị trông em cho mẹ. Sắp xong rồi, sắp xong rồi. Chị trông em cho mẹ tí nha. Bé con đi ăn này. Con ngồi đây, đây. Ngồi đây mẹ bón cho con ăn nhá. Cắn. Ừ. Rồi.
mẹ cho con ăn, ở với mẹ khổ lắm, mẹ đi tìm nhà có điều kiện nuôi con nhé. Con ơi, mẹ bảo này, mẹ đi tìm nhà mới có điều kiện nuôi con nhá. Mẹ nghèo lắm, mẹ không đủ điều kiện nuôi con đâu. Con ngồi đây, mẹ lấy đổ, mẹ điệu em lên nước. Bé con đi tìm nhà mới, họ có điều kiện nuôi con, ở với mẹ khổ lắm. Nhà chị có điều kiện, chị nhận nuôi cún nữa em không được đâu. Nhà chị còn ba đứa, nuôi ba đứa nữa không được. Dạ. Em một mình mẹ đơn thân nuôi hai đứa con nhỏ nhưng mà không được. Chị ba đứa, nuôi ba đứa thôi. Thôi không, chị nhận được. Mẹ nuôi... con em khổ quá rồi, em không nuôi được bé. Không, chị nhận được. Vâng, em về đây ạ. Vâng. Chị nghèo chị không nuôi ở đâu, thông cảm ơi. Mua cho em với mẹ con em khổ. Ừ, em thông cảm nha. Chị không nuôi cả nuôi cháu của em thông cảm nha, chị không nuôi ở đâu. Chị nghèo nó hoàn cảnh khó khăn, nó không nuôi ở đâu. Em nhờ nhà ra đình nhà khác đi. Rồi em về đấy. Không đủ điều kiện để nuôi cháu. Chị nuôi cháu của em đấy ạ. Thôi được rồi, hai vợ chồng chị cũng ở hai người không, cũng không làm gì để cho chị nuôi cho cháu được, nuôi cháu cũng được. Không có điều kiện nuôi con.
làm mất cái khoản của lại. Xong rồi đấy. Sắp xong rồi con. Mẹ mệt lắm rồi. Đi ra đây ngồi để cho mẹ dỡ những đồ này xuống để mẹ làm vách nào.
ở đây này. Con ngồi đây nhá. Ngồi đây nhá. Ngồi đây mẹ làm việc nhá. Hello, hello. Mẹ ra làm tiếp nhá. Ơi. Mẹ sắp xong rồi. Mẹ xong rồi.
đây, mẹ đây. Con ngồi đây để mẹ đi nắm nó nha. Ôi, không kéo mũ quá. À, ngồi cho mẹ đi nắm nó là việc này. Tay của con này, của con này, tay của con này. Ngồi đây nhá, mẹ làm sắp xong rồi. Mẹ con ngồi đây để mẹ ra dọn dẹp nhé. Xong rồi. Quấy mẹ thế. Quấy mẹ như này lấy gì mà ăn con? Đây đây. Ờ đây 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 đây.
xin chị nào, con xin chị nào, là chị bón cho em nào, là chị bón cho em kìa, chị bón cho em kìa, giỏi quá. Đấy, con ăn. Nằm nhà mới này. Này con nhìn này. Mẹ nằm nhà mới này. Đấy. Thương nhiều con hai con nhé. Nhiều con nhiều.